Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nha. Hôm nay tiếp tục với cái video số 2, tập 2. Tiếp tục mình sửa về cái máy cắt cỏ. Thì mình đang còn nói về cái phần lửa ha. Thì sau khi các anh chị em nào đã tháo ra để mình thử cái bu ri cũ của cái máy rồi, nó cháy, và mình mua một cái bu ri mới giống như vậy, mình gắn vô mà mình thử như vậy mà nó không ra lửa nữa, thì nó là một cái nguyên nhân khác ha. Thì cái nguyên nhân đó có thể là cái mô bin đánh lửa. Đó, công tắc thì mình đã mở ra rồi, thì bây giờ mình kiểm tra từ cái dây lửa kia nó có bị dính ăn mát vô trong sườn hay không. Ha, cái đó là mình kiểm tra cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình kiểm tra cái mô bin có còn tốt hay không. Ha. Rồi thì mình phải tháo cái vỏ này ra để mình kiểm tra. Ha. Rồi bây giờ mình tháo ra mình kiểm tra cái phần cái dây điện nó có nối vô trong mát vô trong sườn hay không ha, nó bị ăn mát trong đó hay không. Thì mình sẽ tháo cái những cái con ốc ngay đây, để tháo cái ổ này ra mình kiểm tra cái công tắc của nó ha. Các anh chị em mà muốn làm cho lệ á, lấy cái súng bắn ha, lấy súng bắn cho nó lệ. Nhớ nha, mình tháo những cái con ốc nào đó thì mình để riêng ra nhớ. Thì trong ba con này ha, ba con này thì nó một size nè, nó nhỏ nè, nhưng con này nó bự nè, mình để ý tí mình gắn vô cho đúng ha. Nhiều khi cái thấy thấy ráng dặn vô mấy cái lỗ nhỏ nhỏ này, mình ráng mình nông nó ấy, nó hư. Thành ra khi mình tháo ra là mình phải quan sát trước, để ý cho kỹ thử coi nó bị cái con ốc nào nằm ở đâu đó. Không thì mình lấy cái video mình quay đó, mình quay mình để đó mình làm dấu ha. Rồi khi chúng ta cậy ra như vậy thì cái nắp này ra thì chúng ta thấy ở đây nó có hai cái sợi dây điện ha, hai sợi dây điện nối vô một cái công tắc. À, công tắc ngay đây. Thì ở đây nó có hai cái chấu nữa ha. Đó, hai cái chấu điện cái đó vô một dây, và một dây thì vô cái miếng ở trên này để cho khi mình bật xuống nè. Ha. Đó. Bật xuống thì nó sẽ nối lại. Ở đây là nó là một cái dây mát nè, thấy chưa? Nó câu vô trong sườn nè. Trong sườn ha, nó đi xuống đây. Nó vô ngay cái chỗ công tắc ha. Rồi một dây nằm ở trong cái mô bin đánh lửa đó là nó đi ra. Đó, hai sợi nè ha. Nó nằm trong dây mô bin đánh lửa, nó đi ra, nó đi ngược ra lại đây thì nó nằm vô trong cái chấu ở phía dưới này, chấu màu vàng nè đó ha, hai chấu màu vàng nè. Cho nên cái này nó làm y như cái lò xo đó, khi mình bẻ vô gì thì nó đụng vô gì ha, đó nó chập vô gì, nó dưới nó nằm hở, nhưng khi ấy thì nó chập vô gì đó, đại khái gì thì nó sẽ ăn vô trong sườn và nó không thể nào là máy nổ lên được đó. Thì mình kiểm tra cái công tắc đây, mình mở về off. Ha, mở dây ốp xong mình đo hai cái, mình lấy điện á chấm vô mình đo hai cái này coi nó bị ăn với nhau hay không. Ha, hai cái mạch này nó bị ăn với nhau hay không, thì khi mà mình đo mà thấy nó ăn như vậy rồi đó thì mình biết rồi, mình sẽ cậy cái này lên đó, cậy lên để mà mình kiểm tra nó ha. Rồi sau khi nếu mà kiểm tra ở đây rồi không, nó không có bị chập điện với nhau ha, không bị chập điện với nhau, tức là khi mà mình đã mở on lên rồi đó, tức là sẵn sàng để giật máy đó. Mà nó không có, rồi bắt đầu mình đo hai cái đầu mà nó vẫn ăn nhau thì mình bẻ cái này lên tí xíu ha, kiểm tra chỗ này đó, tại vì nó bị chập điện cho nên nó ăn vô mát máy nó không nổ. Rồi sau khi kiểm tra dây điện từ đây tới đây ha, kiểm tra dây từ đây tới đây, từ mô bin qua đây. Rồi được hết rồi ha, thì mình sẽ gắn cái này lại. Ở trong chỗ này thì nó có cái dây ga nè. Đó, dây ga thì mình bóp ga thì ở đây nó lên ha, cho máy nó nổ lớn lên. Nổ mạnh lên. Đó, thì cái dây ga nhớ bỏ vô cho đúng ha. Đó, dây ga nó đây. Rồi, mình để vô mình xếp cho nó đâu đó hết rồi mình dặn lại ha. Rồi, sau khi chúng ta kiểm tra xong ha, kiểm tra ngay cái ổ công tắc của nó coi dây điện nó có bị dập hoặc là bị đứt. Đó, có bị gì không ở ngay cái đoạn này ha, có bị chạm vô sườn không,
thì mình tháo ra mình kiểm tra công tắc đồ xong xuôi hết rồi mình gắn vô lại ha. Và bắt đầu mình kiểm tra lại buri lại, thì buri giật cũng chưa có lửa ha, buri mới ha, giật lên cũng không có lửa luôn, thì là mình biết là cái lý do mua pin trong này. Thì bây giờ mình tháo cái nắp chụp này ra ha. Nắp chụp này ra thì nó cũng dễ tháo thôi. Đó, nắp chụp này thì nó có còn ở đây. Có một con ở đây ha, là để cái miếng này đưa ra. Đó, hai con đây, một con ngoài trước. Còn bên hông bên này đó thì nó cũng nếu mà mình tháo ra mà bị vướng nữa thì mình tháo luôn cái nắp bên này ra ha. Miễn là mình thấy được cái cục kia. Đó, ở đây ngoài trước con ở đây. Ừ. Mình tháo ra ha. Thì tháo đó thì mình lục giác thôi, các anh chị em coi lựa mấy cái lục giác nào vừa ha. Vừa tháo thôi. Đó, bỏ vô đây mình dặn cho nó lẹ. Mình làm video thì mình ở đây không có đồ nghề, đồ nghề nằm ở dưới kho hết rồi, thành ra mình chỉ vây chậm chậm như, chứ bình thường là mình súng là mình bắn kịch 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 ra chứ không phải vặn tay gì đâu. Vặn tay cho các anh chị em vừa coi vừa hình dung cho dễ, chứ còn bình thường mình làm là mình chơi bằng máy không à, không có tay nào là mình cũng muốn xài máy hết á. Lấy nắp chụp ra. Mình quên ngay chỗ này nó có một cái ống này để cho nó thông gió nè, nó thông gió cho xăng nó bơm lên đều đặn hơn nè. Khi mình tháo ra thì mình thấy dơ mình chùi luôn đi, tại cái máy máy cũng của mình cho nên là mình lau chùi rồi luôn cho nó sạch ha, cho nó sạch để nhiều khi nó không có bị mấy cái bệnh khác xảy ra. Này nó chỉ là cái ống để cho nó có hơi gió nó bơm xăng lên thôi. Thì ngay chỗ này mình rút nhẹ lên ha. Rồi, dưới cái này thôi, mấy dơ dơ này mình chùi luôn đi. Đó, cho sạch sẽ. Mình làm cho khách cũng vậy ha, cái nào chùi được thì chùi, còn cái nào mà nhiều quá là trong lóc giấu trong hóc trong đồ thì mình khỏi chùi mất thời gian ha. Còn của mình thì mình có thời gian mình chùi cho nó sạch. Rồi sau khi tháo ra vậy rồi thì nó đây, cái mình nói là nó là đây ha, cái mô pin đánh lửa. Đây là cục mô pin đánh lửa ha. Đó thì nó liên quan tới vấn đề lửa, lửa thì nó nẹt ra buri ha. Thì như cái video một đó thì mình nói là cái không có lửa thì mình kiểm tra công tắc ha, kiểm tra công tắc. Kiểm tra công tắc không có dây nối rồi không có bị chập vô trong cái sườn mát ha. Không có chập dây mát vô trong sườn. Đó, mà thay buri mới rồi thì nó vẫn không có lửa. Thì là nó là cái phần lần thứ ba, cái phần thứ ba nữa là nó là cái này ha, là mô pin. Thì mô pin đánh lửa có thể là mô pin này hư. Đó, tại vì mình đã thay thay buri mới rồi mà giật nó cũng không lên ha. Thì là 90% là cái này hư. Đó, 1% còn lại. 1% còn lại nó là cái cục này nè. Cái cục này không biết tiếng Việt gọi là cái gì ta. Đó, cái cục này thì ở giữa của nó đó đây nè. Nó có cái 500 ha, nó có nằm cái 500 đây. Cho nên khi mình giật máy á, thì cái đó nó quay, thấy chưa? Đó, nó quay nè, ha. Đó, thì nó quay tới ngay cái chỗ mà có cái 500 đó, nó sẽ tạo lên lửa ha, 500 nó đi qua cái cuộn dây đồng của cái mô pin đó, ngay đây nè, tạo lên lửa. Thì khi mà mình tháo ra đó, mình vẫn chưa biết là cái này hư hay không ha. Mình tháo ra kiểm tra, nhiều khi có mấy cái máy mà mình để ngoài trời ngoài mưa đồ nhiều đó, nó ướt á, nó sét ha, thì nó sẽ đóng sét, mà khi đóng sét rồi á, thì nó không ăn điện được.
đó, hoặc là nó ăn yếu nó cũng khó nổ ha. Thì mình kiểm tra cái 500 ở đây nè, hai cái miếng cái chỗ sắt này nè ha, đó trên cái cục cái trục tròn này nè, tròn cục lăn này nè đó, thì mình coi cái chỗ nào mà có cái sắt đó đó, có cái thì có mấy, thì hai cái, có cái thì một cái, có cái thì ba bốn cái tùy ha. Thì mình cứ lấy với nhám mình á, mình đánh lấy nhám mình đánh cho nó trắng ra ha, chà cho nó trắng ra rồi lau cho nó sạch lại, rồi mình tháo cái mô bin này ra luôn ha, tháo mô bin này ra mình sẽ chà với nhám trên đó. Đó để mình tháo ra ha. Rồi sau khi mình tháo ra thì cái mô bin của nó là như vậy ha, nó giống như trong mấy cái máy khác thôi ha, xe gắn máy rồi cũng cũng vậy thôi đó, bất cứ cái thứ cái máy gì. Thì đây là cái mô bin lửa ha, mô bin đánh lửa. Thì khi mà mình tháo ra mình kiểm tra đó, mình thấy cái này nó sét nè, nó đóng sét á đó, thì mình lấy với nhám mình chà ha, mình chà cho nó bóng là như vậy, cho trắng trắng là như vậy nè đó, chà nó mấy cái sét nó ra, rồi lấy cái khăn á, nhúng miếng xăng hay dầu lửa gì đó mình lau cho nó sạch ha. Đó thì rõ ràng của nó là cái dây mát nè ha, cái dây mát này nó ăn vô trong cái dây của cái mô bin lửa nè ha, đó nó chạy xuống qua cái công tắc, chạy xuống qua công tắc, rồi từ công tắc bật on hay off á thì nó mới nối vô trong sườn ha, nó nối vô trong cái sườn máy. Thì là lý do nếu mà nó ví dụ cái máy đó mà nó tháo ra không đó, ví dụ mà nó không có ăn điện với nhau thì giật là nó nổ ha, nó nổ mà nó không tắt được đó. Lý do gì cho nên là người ta sẽ dùng qua công tắc để mà điều khiển nó ha. Đó thì nó cấu tạo của nó chỉ đơn giản như gì thôi đó, một bình lửa thì mình lấy ra mình chà với nhám ha, chà với nhám mình lên sạch xong rồi ở đây ha, cái cục lăn của này đó thì mình cũng chà với nhám luôn, mình thấy nó dơ ha đó, mình nhúng miếng xăng hay miếng dầu lửa đó mình lau đó, còn mà nào mà bị sét á, bị sét nhiều thì mình mới chà với nhám lên ha đó, còn cái này bóng nữa ha, lau ra thấy bóng choáng nè nên mình không cần chà với nhám. Thì nó có cái sợi dây rút ngay đây nè ha, ngay cái miếng này nè, nó rút hai cái nối ra, nhưng mà mình cái máy nó còn mới quá cho nên là chưa có bao giờ đụng vô hết, mình giật ra hơi mạnh cho nên nó đứt cái dây ngay đây, thì tí nữa mình sẽ nối lại không sao. Rồi bây giờ cái phần mà để mà đo cái này ha, đo cái mô bin lửa nè, cho coi nó còn hoạt động hay không, thì mình dùng cái đồng hồ đo điện, nên là mình mở cái qua cái phần ôm nè đó, qua cái phần ôm thì mình để khoảng chừng 20 20k ha. Rồi mình bật qua khoảng 20k, hoặc là mình bật qua cái chỗ mà đo diode đó ha, đó 20k thì mình để vô. Rồi như vậy mình chập cái hai cái que lại coi nó có đổi số gì không ha, thì mình thấy nó có nhảy số đúng không đó, nếu mà nó ăn điện với nhau thì nó nổi số lên ha. Rồi thì ở đây một trong hai đầu, đầu nào cũng được hết, mình gắn vào trong đây, vô ngay cái lò xo cho chính ha, nhiều khi mình đúc như vậy chứ nó chưa có trúng đâu, và cái lò xo trong đó nó có mỡ bò đó, nó không ăn thấy không, cho nên mình phải chắc ăn là mình đã đụng cái lò xo đó rồi. Rồi bắt đầu mình ấy vô trong hai cái cọc này mình kiểm tra coi, nếu mà thấy cái đồng hồ nó báo lên là biết cái này nó còn work ha. Trong hai cái này chưa ăn. Đó, ha. Rồi nó báo lên như vậy ha. Thì nó 96 97 cái đó mình không cần để ý đâu, miễn là mình thấy cái số nó có thay đổi là được ha. Đó, tại cái này một là đứt, hai là không đứt thôi chứ không có yếu chứ với mạnh. Đó. Mình đo vô là mình thấy nó có nhảy số lên là mình biết là nó cái cục này nó còn work ha. Đó, như vậy là được rồi. Hoặc là có thể mình bật xuống cái cầu diode này cũng được ha, đo giống như đo diode cũng được chứ không có gì hết á. Nó cũng nhảy số ha, hoặc là nó báo tít tít, có nhiều cái đồng hồ nó ấy đó tùy ha, thì nó mà nó có báo tít tít hoặc là nó có nhảy số là mình biết nó ấy rồi, nó còn ăn điện với nhau rồi ha.
Rồi thì bây giờ mình đã kiểm tra cục này quất ha. Rồi buri, à mình quên cái phần video 1 đó, mình quên nói cái cách chỉnh buri. Ở đây mình cách kiểm tra buri thì ở đây kiểm tra buri mình cũng để như vậy luôn, cũng để ở ngay cái chỗ đo cầu diode ha. Đó, chứ còn nó báo tít thì cái thôi là mình cũng biết là nó ăn điện hay không. Thì ở đây từ ngay cái đầu ha, mình kẹp vô ngay cái đầu nè. Cái đầu này cho lên cho tới cái phần đuôi này của cái đó, cái phần đuôi này của chấu buri ha, ngay đây đó. Rồi mình coi thử coi nó có không phải là cái đuôi này đó nha, cái đuôi này là cái đuôi sườn vô sườn mát rồi, cái nhỏ nhỏ trong này nè đó, mọi người có nghe nó kêu cái kít không? Đó. Để coi mình bật về diode cũng được, diode để mình đo nó kêu cái tít là biết rồi, thử 20K đi coi ha. Cho nó ăn. Thì mình đo từ cái đầu này lên cái đầu này, nếu mà nó có kết nối với nhau thì là cái buri còn tốt ha. Đó, mà nó không có kết nối thì là buri bị cháy. Đó. Đó. Còn cái khi mà mình bị rò rỉ, còn mà mình đo cái ground này á, cái ground này tức là cái mat ha, cái mat của cái này lên trên đây. Đó, coi nó. Đó, thì dĩ nhiên là nó ăn rồi ha, nó không ăn thiệt là cũng không không là cũng hư nha. Đó, cái từ cái ground này lên cái này nè. Thì mặc dù nó là ground đó, đó nhưng mà nó có phần cách. Mà nếu mà nó không có ăn thì cái buri đó cũng là chết rồi. Ha. Thì nó có kết nối ha. Cho nên là nó mới báo cái đèn đó lên. Thì thường thì mấy cái đầu buri này nó có than á, thì các anh chị em bỏ giấy nhám vô cạo ha, hay mũi dao á mình cạo cho nó sạch ra để nó nẹt lửa, nó bắt lửa với nhau ha. Thì khi điện nó vô trong này rồi với lại ground là nó tạo nên lửa. Đó, cho nên mình phải chà với nhắm cái đầu này cho nó sạch. Thì nó mới ăn điện với nhau. Rồi, bây giờ có nghĩa là cái phần lửa ha, cái phần lửa đã hoàn tất. Tức là phần lửa là mình đã kiểm tra cái công tắc rồi nè ha. Kiểm tra cái mô bin lửa đã có lửa rồi nè. Ha. Kiểm tra dây điện từ cái công tắc đi lên trên sườn. Ha. Đã có kết nối với nhau đầy đủ hết ha, không có bị trục trặc cái gì, không có bị ăn mát bám vô trong sườn khi mà mình mở cái công tắc on hoặc off ha. Rồi buri thì mình kiểm tra mình cũng thấy buri nó còn lửa luôn, buri không có cháy ha. Rồi thì tất cả là đã cái phần bên đây là phần lửa ha, thì cái phần lửa mình đã kiểm tra đâu đó hết rồi là chắc chắn là không, cái máy này nó không nổ, là không phải cái phần lửa. Thì bắt đầu mình đi tiếp qua cái phần xăng, thì cái phần xăng mình sẽ nói trong một cái video kế tiếp nữa. Rồi, video tới đây là cái tập 2 nha. Các anh chị em coi từng tập cho hết nha. Cho hết video rồi thì sẽ học được cái nghề mà để sửa máy ha. Thì mà sửa mấy cái máy nhỏ này thì cái nào cũng giống nhau hết. Đó, các loại máy nhỏ kêu small engine ha. Đó, đều là giống nhau trong cái kiến thức cách thức mà hoạt động á. Kể cả xe hơi nó cũng giống vậy luôn, đều xe hơi nó làm phức tạp hơn tí xíu thôi. Chứ còn mà nó cũng dựa trên ba cái yếu tố đó, ha, xăng, gió và lửa. Rồi cái khi mà muốn gắn cái này trở lại đó thì các anh chị em biết là cái trục ngay đây nó có cái 500 ha. Mà nếu mình để vô gì á thì nó hít, đúng không? Nó hít sát xuống dưới trong sát xuống dưới cái trục quay này. Đó, dùng một cái miếng giấy ha. Giấy cũng cỡ ngoài cái cạc mà business card đó ha, thì nó mỏng cỡ cái cạc đó. Và nó dày hơn cái tờ giấy in ha, dày hơn cái tờ giấy in bình thường. Đó. Khỏi dính từ cái đó, từ cái hai cái khe này dính xuống dưới cái này đó, nếu mà mình để mà dính sát quá đó thì không được ha, sát quá thì mình giật là nó bị hư luôn cái mòn, là hư luôn cái này đó nha, mà nó cũng không nổ nữa, cho nên là mình phải cách nó. Thì đúng ra theo sách vở đó thì nó sẽ có những cái cách mà để có những cái cách mà để cho mình biết cái là cái độ máy đó là cái loại gì thì nó cách hở bao nhiêu đó, nhưng mà đối với mình thì mình thấy cái chuyện đó cũng không cần thiết lắm đâu. Đó, mình sửa cả mấy nghìn cái máy rồi thành ra mình thấy nó không có cần thiết. Đó, thì mình cứ để lót cái miếng giấy này vô ha, rồi mình bỏ vô. Đó, khi bỏ vô thì mình nhớ ha, nhớ nhiều khi đừng có bỏ lộn chiều nha,
bỏ đúng chiều, với lại cái buri này nó nằm ngay cái hướng ngay chỗ cái lỗ để mình gắn buri vô nè. Đó thì dây nó phải như vậy chứ mình để nhiều khi lộn ngược á. Đó. Rồi khi em để vô thì mình ép nó sát xuống như vậy. Rồi sau khi mình dặn hang ốc chặt xong ha, rồi mình rút cái giấy ra. Đó. Và đồng thời mình giật thử. Mình giật nhẹ nhẹ từ 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 thử mình coi nó có đi truông qua không ha. Đó, để ý cái bánh xe lăn này nè ha. Đó. Đó, coi nó có bị vướng không? Tại nhiều khi mà mình vặn cái này mà nó sát xuống dưới này quá đó, nó cắn đó, thì nó sẽ nó rít ha, mà mình giật là mình ráng mình giật là nó bị hư máy, cháy luôn cái này ha. Cho nên mình khi mình làm xong rồi mình giật nhẹ nhẹ coi nó có đi qua không ha. Đó, mình thấy nó không có bị vướng ha, nó không bị vướng là ok ha. Rồi. Rồi bây giờ mình lấy cái nắp chụp này mình gắn lại ha. Rồi sau khi gắn cái nắp chụp này vô lại rồi mình bỏ cái buri vô lại ha. Buri nhớ chà với nhám rồi nha, cho sạch sẽ nha. Vặn cũng vừa cứng thôi ha, vừa tay thôi. Rồi lấy cái nắp chụp đậy lại. Rồi vậy là đã xong ha, đã sửa xong cái vấn đề về lửa ha, kiểm tra qua cái phần lửa. Rồi bây giờ bật công tắc lên lại ha, bơm xăng lên, mở cái này lên chốt ha. Đó. Bơm xăng lên, mở cái này để chốt nè. Đó. Cái này là luôn luôn nhớ nha, bất cứ cái máy nào cũng nhớ nha, chốt nè. Ha, mở nó lên hướng chốt. Ở dưới này cái rúng vú nè, bơm xăng lên ha. Bơm lên chừng 3 cái thôi, 3 hoặc 4 cái. Thấy cái mình cảm thấy cái tay mình cứng cứng rồi nó nặng nặng rồi là được rồi. Chứ đừng có bơm nhiều quá nó dư xăng. Đó. Bơm lên tới đó mình mở lên chốt ha. Rồi mình giật cho nó nổ chậm chậm, nó nổ cho mấy giây đó, 5 giây 7 giây, bật xuống nửa chốt ha. Cho nó nổ 5 hoặc 7 giây nữa rồi mình off chốt luôn và để sẵn sàng để mình cắt ha. Rồi xong việc thử thì sao ha. Rồi mở on lên. Bơm lên chốt. Rồi chào hết mọi người nha. Bye bye.